Rồi em xin kính chào cô chú anh chị ha. Hôm nay tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị cái lô ngâu bông vàng. Cây ngâu mình nghe anh chị, bông vàng rất là đẹp ha. À, lá xanh đậm, xanh mướt luôn ha. Hai. Cây này đế nơm của chú anh chị. Ngâu bông vàng nha, khá là đẹp anh chị ơi. Bông nó đẹp lắm. Quanh cái này là 22. Cao 46. Này cây này đế nơm hay cô chú anh chị. Đế nơm quanh nó là 17. Hàng 17 chiều cao 36, hắc 4 300 nghìn, 300 nghìn, 400 nghìn bao ship, hắc 4 400 nghìn bao ship nha anh chị, hắc 5 quanh nó là 15 chiều cao 55. Đây này đế đây nơm đúng không anh chị? Đường kính bầu 28. Đường kính bầu 28. H5 550 bầu. Rồi H5 550. H7. Cây này thì bị mối đeo thôi anh chị. Mới gỡ mối ra nè. Hoành nó là 17. Hoành 17. Chiều cao 43. Chiều cao 43. Đường kính bầu 31. Đường kính bầu 31. H7 500 ngàn của chú anh chị. Rồi H9. Rồi H9 đó, cây này dán bay nghe chị. H9 cây này dán bay. Quạch nó là 12. Hành 12. Chiều cao là 66. Chiều cao 66. Đường kính bầu 22. Rồi quay sơn cái đi đó. Cây này nhỏ mà nó già cây lắm nghe anh chị. Đó, mình dán bài rất là đẹp. Rồi cái này 450 ngàn bao ship luôn chị ơi. Rồi em kính chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai chiếu thủy kim giòn lá nhỏ của chú anh chị. Loại này rất là sai hoa của chú anh chị. Đây hoa rất là nhiều luôn ha. Cây này thì em đã ủ sống khỏe đâm chồi hết rồi, rễ ra dày cây hết trơn ha. Cây này là mai chiếu thủy kim giòn da đen, nu da đen đó. Này, chú anh chị xem nè, với lớp da đen này nữa nó sẽ già xù bông lên ha anh chị nè, nhưng mà không sao, ở trong bên trong mình xanh bình thường chú anh chị, tại nó già nó xù lên ha. Cây rất là đẹp ha cô chú anh chị. Mã số đầu tiên là H11. Mã số đầu tiên là H11. Hai cây này liền đo liền luôn nha anh chị. Hoành nó là 34. Hoành 34. Chiều cao 46. Chiều cao 46. Đường kính bầu 27. H11 1 triệu 1 nha anh chị. Em bao ship toàn quốc ha. H12. Đó, cây này cũng đâm chồi sống khỏe hết rồi. Cây này khi vận chuyển em ốp giấy vô có mấy gãy mấy nhánh nhỏ nên anh chị thông cảm á, không sao quý anh chị. Vậy mọc chồi mới thôi nè, như gãy nè. Đâm chồi mới thôi. Hoành là 31. Chiều cao 44. Đường kính bầu 28. H12 650 ngàn của chú anh chị. Rưỡi của chú anh chị. H14. Này tàn thiên nhiên khá đẹp luôn chị ơi. Quanh cái này là 31. Nè, hoa dày hết trơn. Quanh 31, chiều cao 38. H14 800 ngàn. H14 800 ngàn. H15. Hoành đó là 29. Hoành 29. Chiều cao 48. Chiều cao 48. Đường kính bầu 28. Đường kính bầu 28. H15 1,2 bao ship. H15 triệu 2 nha chú anh chị. H16. Hoành đó là 30. Chiều cao 40. H16 900 ngàn.
Rồi em kính chào cô chú anh chị ha. Hôm nay tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị cái lô hồng ngọc mai. À, cây này đã tỉa tàn tròn khá là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây rất là to, cây sống khỏe thường chậu. Cô chú anh chị nào có xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em để em tiếp tục ra những video mới nhất nha cô chú anh chị. Anh chị ơi. Mã số 3. Hoành 10. Chiều cao 15. Mã số 3 350.000. Rồi mã số 3 350.000 của chú anh chị. Mã số 4. Tiếp theo mã số 4. Hoành đó là 13. Hoành 13. Chiều cao 18. Chiều cao 18. Mã số 4 350.000. Mã số 4 350. Mã số 5. Mã số 5. Có hai cặp đầu là 400.000 còn nhiêu 350 hết nha chú anh chị. Hoành đó là 12. Hoành 12. Chiều cao 17. Mã số 5 350. Mã số 5 350.000. Mã số 6. Mã số 6. Hoành đó là 11. Chiều cao 16. Mã số 6 350. Mã số 6 350. Mã số 7. Mã số 7. Hoành rơi là 11. Hoành 11. Chiều cao 21. Chiều cao 21. Mã số 7 350. Mã số 7 350.000. Mã số 8. Này nó ra bông mà nghe chị, ra bông xong rồi nữa đậu trái rất là đẹp ha. Ở đây đây như cây này có cây trái nè. Nó trái màu đỏ rất là đẹp luôn ha. Trái này ăn được nha chú anh chị, giống như trái cherry cherry vậy đó. Hoành là 12. Chiều cao 16. Mã số 8 350. Mã số 8 350. Mã số 9. Hoành đó là 11. Hoành 11. Chiều cao 14. Chiều cao 14. Mã số 9 350. 350.000. Mã số 10. Hoành đó là 12. Chiều cao 19. Mã số 10 350. Mã số 11. Mã số 11. Hoành đó là 13. Chiều cao 17. Mã số 11 350.